Rồi, trên xe cũ giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em tại cửa hàng xe máy Di Đà. Thì tiếp theo hôm nay lại lên sóng quay RSX tiếp anh em ha. Thì nói chung là xe này cũng là máy móc zin anh em ơi. Máy móc zin, dàn chân dàn áo thì nói chung là cũng rất là đẹp anh em ạ. Con này thì cũng là gốc thành phố Biên Hòa luôn. Biển số cũng 4 số 39F1. Thì anh em tham khảo nhé. Con này thì bữa trước em có quay một con màu đen kia anh em ạ. Con màu đen kia thì giá nó mềm, con đó thì mới về luôn, chưa dọn rửa gì hết á. Con đó thì cái tầm giá là 9,5 triệu. Còn con này thì nó đẹp hơn anh em ơi. Con này tất cả mọi thứ này nó đẹp hơn, nó sáng hơn đó. Thì ổn áp hơn thì cái giá nó nhìn hơn chút xíu anh em ha. Thì anh em chia sẻ đến anh em luôn. Anh em thiện chí thì liên hệ con này là 10,8 triệu. Nói chung là bên em xe thì giá cả còn thương lượng hết anh em nhé. Giá cả còn thương lượng hết và có trả gốc và có ship xe đầy đủ. Anh em thiện chí liên hệ nhé. Con này thì gọi là cái dàn áo của nó là dàn áo lột keo anh em ạ. Nên là nó cực kỳ đẹp, anh em tham khảo nha. Đấy, nếu mà có anh em quan tâm đến cái dòng quay RSX này thì có thể liên hệ đến xe máy Duy Đạt giúp em ha. Xe máy Duy Đạt thì anh em liên hệ cái đầu số là 0932325278 nha. Anh em liên hệ đó giúp em. Con này thì dàn áo lột keo nên là nó rất là đẹp anh em ạ. Đấy, lột keo này nó rất là đẹp. Áo đúng tem đồ các thứ nó còn chuẩn lắm, nó nét. Đây là cái giá nó nhịn hơn anh em ha. Cái giá nó nhịn hơn. Giá nhập vô nó nhịn hơn thì bên em lại bán nhịn hơn. Còn con nào mà giá nhập vô được nó thấp thì bên em lại chia sẻ đến anh em nó thấp. Máy móc zin anh em ha, máy móc zin, dàn chân cũng chuẩn hơn anh em ơi. Đó, nói chung là nó cũng đẹp hơn tất cả mọi thứ. Sạch sẽ gọn hơn tất cả mọi thứ. Con kia thì nó mọc lắm anh em ạ. Con kia nó mọc. Đấy, còn con này thì nó đẹp hơn. Đấy. Con kia chưa rửa thôi. Con kia rửa ra thì nói chung là cũng ok lắm. Hai con thì như nhau, nói chung là kiểu là xe zin mọc anh em. Máy nè anh em. Ốc tán là sắc cạnh nha, máy rất đẹp. Gốc Biên Hòa anh em nhé, biển số còn 4 số luôn. Ốc tán tất cả là rất là sắc cạnh nha mọi người. Đấy, con này thì nói chung là hai con bên em mới về hết, mới về một cặp đó. Thì anh em thiện chí được con nào thì liên hệ nha. Một con thì tầm giá thấp, một con tầm giá cao hơn xíu. Con tầm 9,5 triệu, con này thì 10,8 triệu. Đây, 209 anh em này. Đời cao nhé. Đời cao 209 là cuối đời rồi anh em. Con này anh em nhìn đánh giá này. Đấy, đẹp nè. Cái cặc te không xi dặm luôn mọi người. Cặc te không xi dặm luôn. Thêm số nguyên cái đẹp đẹp. Xe tầm rẻ rồi. Cam đồng điện thì oxy nhé mọi người. Áo nè. Đấy. Áo còn đẹp nha anh em. Áo như vậy là vẫn còn đẹp, quá đẹp rồi anh em. Áo như vậy là đẹp nhá. Tại vì tầm giá nó mềm anh em. Nếu mà anh em gọi là nguyên cái dàn áo mà zin keng bóng bậy luôn á thì nó lại cái giá nó lại khác luôn anh em ạ. Nó tùy theo nhá, tùy theo cái chất xe. Tùy theo cái chất xe hiện tại nó như thế nào thì cái giá cả nó phụ thuộc như vậy anh em ha. Rồi anh em yêu quý thì anh em liên hệ nhá, anh em liên hệ Duy Đạt giúp em. 0932325278. Trả góp được, ship xe được hết nha mọi người. Nói chung là bên em trả góp ship xe đầy đủ hết. Đó. Biển số uy tín luôn anh em, gốc thành phố Biên Hòa nhé mọi người. Rồi, Honda NF100 Gucci anh em ơi. NF100 Gucci. Thì nó kiểu nó hơi nhăm anh em, hơi rỉ xíu, hơi xét một xíu cái niềng chứ, cái niềng. Cái dàn này thì được nè anh em, dàn này thì cũng không được. Để anh em tham khảo nhé. Bô lon không kính móc, không mụn lỗ này, chứ em nổ máy anh em nghe luôn. Đấy, áo sống tem bọc đồ các thứ cũng đẹp ha. Giờ nổ máy anh em nghe thử này. Rất là êm nhé mọi người, rất là êm ái nhẹ nhàng. Đấy thì
thì tầm giá 10 triệu mấy trăm đó anh em, thì anh em liên hệ giúp em 10 triệu 800, anh em liên hệ giúp em nhé. Ốc bán là tất cả thứ đẹp nha mọi người. Đấy, nói chung là mộc nhất có thể rồi, zin nhất có thể rồi, thì anh em tham khảo nha. Đĩa này, keo dầu này, mọi thứ nó ổn lắm, mọi thứ nó chuẩn lắm. Nét trăng, nét áo sống tem bọng anh em ơi, cầu đèn các thứ này, mộc nhất có thể luôn em ạ. Đấy, anh em đang có nhu cầu mà mua con này thì có thể liên hệ nha. Lắp bình xăng hơi xấu, cái này hơi dâm. Đó, tình trạng xe như vậy nha mọi người. Tình trạng xe thì cũng có quay chi tiết. Đó, có quay chi tiết. Anh em xem và cảm nhận. 10 triệu mấy trăm anh em ơi. 10 triệu 800. 39F1. Zin mộc nhất có thể rồi. Máy zin, áo zin, tem bọc đồ là zin hết luôn. Đó thì anh em tham khảo nhé, với cái tầm giá như vậy thì hợp lý chưa, như thế nào thì anh em cho xin cái ý kiến nha mọi người.